Em xin chào anh chị phòng đào tạo, em tên là Nguyễn Thị Nga, ISO 22737. Sau đây em xin trình bày nguyên tắc 5T. Chữ T thứ nhất đó là tiếp cận. Ở bước tiếp cận này thì chúng ta sẽ sử dụng văn hóa 4C, đó là mắt gặp mắt chủ động cười chào, khi hoàn tất thì nói lời cảm ơn. Ngay sau khi mà khách bước chân vào bậc thềm thì tất cả nhân viên phải chủ động mở cửa chào khách, và mở cửa chào khách. Cử chỉ và lời nói phải song song với nhau, đó chính là em chào anh chị ạ. Tiếp theo đó là bước theo. Theo ở đây không phải là léo đéo chạy theo khách, mà chính là theo nhu cầu của khách. Chúng ta có thể dùng câu hỏi mở cho khách, đó là mình đang quan tâm đến sản phẩm nào để em được tư vấn ạ. Khi mà khách nói là chỉ muốn đi tham quan thì lập tức không được rời bỏ khách mà vẫn phải đi theo khách, đồng thời giữ khoảng cách 5 mét. Còn khi mà khách nói ra nhu cầu của khách thì khi mà khách nói ra nhu cầu của khách là muốn mua sản phẩm gì đó thì chúng ta sẽ bước đến bước tiếp theo, đó là trao thông tin cho khách. Khi mà biết khách muốn mua gì thì chúng ta có thể nêu tính năng nổi bật, lợi ích sản phẩm khuyến mại hot và đồng thời so sánh sản phẩm khác có giá trị tương đương. Em xin giới thiệu đến anh chị, đây là chiếc Reno 4 bên em đang có ưu đãi giảm 15% và được tặng voucher giảm 30% khi mua đồng hồ. Đặc biệt là chiếc Reno 4 này đang có bên em có tính năng, đó là điều khiển Ali thông qua cử chỉ, là khi mà anh chị sử dụng mạng xã hội hay là chơi Facebook, TikTok thì chỉ cần anh chị dùng cử chỉ vuốt thì lập tức thanh màn hình tự cuộn lên để mình xem. Cùng với chiếc Reno 4 thì có chiếc Reno 7 Pro bên em cũng có tính năng y hệt, nhưng mà lại không được giảm giảm giá như chiếc Reno 7 như chiếc Reno 4. Vì vậy khi mà mua chiếc Reno 4 này thì anh chị đã được rẻ hơn chiếc Reno 7 là 800k. Sau bước trao thông tin thì chúng ta sẽ bước trao quyền lợi. Trao quyền lợi thì sẽ có giá ngon, hàng han hiếm, bảo hành và chăm sóc tốt nhất, và đặc biệt là có trả góp. Ví dụ chiếc điều hòa này bên em đang giảm sâu. Khi mua chiếc điều hòa này thì anh chị sẽ được giảm thêm 800.000 trực tiếp vào sản phẩm. Đặc biệt bên em sẽ miễn phí vật tư gồm có 5 mét ống đồng ấm nước, từ dàn nóng đến dàn lạnh cho anh chị. Ngoài ra thì miễn phí lắp đặt và giao hàng. Và bên em sẽ hỗ trợ trả góp không mất lãi cho anh chị khi mua sản phẩm. Bước cuối cùng là bước tạo thêm nhu cầu cho khách hàng. Trong bước tạo thêm nhu cầu này thì chúng ta sẽ giới thiệu hệ sinh thái, đi kèm. Ví dụ nếu khách mua sản phẩm đó là iPhone 13 Pro Max thì mình có thể bán theo sản phẩm đi kèm, đó chính là tai nghe không dây, sạc dự phòng, đồng hồ Apple Watch, màn hình kính cường lực và sạc nhanh. Em xin kết thúc phần trình bày của mình. Nếu mà có gì thiếu sót thì mong anh chị góp ý và để cho em sửa chữa. Em cảm ơn.